có nhóm 7 và nhóm 9 các bạn trình bày. Sau khi các bạn trình bày xong thì cô sẽ tóm tắt lại cho các bạn ha. Đồng thời là chúng ta sẽ có những cái bài tập tình huống để thảo luận làm rõ cái vấn đề liên quan hơn. Các bạn có thắc mắc gì về về bài ngày hôm trước không ạ? Hoặc là có hỏi gì về vấn đề về về thuyết trình không? Nếu như không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Và đầu tiên thì các bạn sẽ trình bày trước. Thì nhóm 7 và nhóm 9 có đây chưa ạ? Dạ có, nhóm 7 thì có. Dạ rồi ạ. Rồi, mời nhóm 7 trước ha. Các bạn lưu ý là khi nhóm thuyết trình thì cả nhóm bật camera lên, đồng thời là hỗ trợ nhau trong quá trình thuyết trình ha. Ví dụ như là tương tác với lớp chẳng hạn thì có thể là một bạn nào đó chiếu PowerPoint thì có thể là full màn hình thì không thấy được các cái thành viên khác ở trong lớp, họ giơ tay hay là họ nhắn tin gì đó, thì các thành viên khác ở trong nhóm sẽ hỗ trợ theo dõi cái vấn đề này để tương tác tốt hơn trong quá trình các bạn thuyết trình. Rồi mời nhóm 7 nha. Về đặc tính thương hiệu thì chúng ta sẽ có 3 kiểu về nhận dạng, thì sẽ là đặc tính thương hiệu thì ý liên kết của nó đó là một tập hợp duy nhất các liên kết thuộc tính mà các nhà chiến lược thương hiệu mong muốn tạo ra và duy trì. Còn về phản ánh đó là những sự liên kết này sẽ phản ánh cái mà thương hiệu hướng tới và là sự cam kết của nhà sản xuất đối với khách hàng. Cuối cùng đối với đặc điểm nhận dạng đó chính là những đặc điểm nhận giúp ta phân biệt được các thương hiệu khác nhau. Rồi để biết được thực chất đặc tính của một thương hiệu cụ thể, ta cần phải tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Câu hỏi gồm có 6 câu hỏi khác nhau và chúng ta sẽ đi theo từng cái. Thứ nhất là những nét riêng của nó là gì? Thứ hai, tham vọng và mục đích dài hạn của nó là gì? Thứ ba, chính kiến của nó là gì? Thứ tư, giá trị của nó là gì? Thứ năm là chân lý của nó muốn hướng tới là gì? Và cuối cùng là những dấu hiệu để nhận biết ra nó là gì? Và sau đây gồm có và một cái đặc tính thương hiệu thì cũng có sẽ có 4 cái khía cạnh khác nhau. Đó, một là thương hiệu như một sản phẩm, hai thương hiệu như một tổ chức, ba thương hiệu như một con người và bốn thương hiệu như một biểu tượng. Và phần tiếp theo em sẽ nhường lại cho bạn Bình rồi. Xin chào cô và các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Bình. Hiện nay trên thế giới thì có một cái mô hình khá là nổi tiếng và được sử dụng khá là rộng rãi, đó là mô hình nhận diện thương hiệu của David Acker. Thì cái mô hình này giúp cho công ty phải xem xét được rằng là thương hiệu của mình thông qua 4 quan điểm cụ thể, đó là thương hiệu như một sản phẩm, thương hiệu như một tổ chức, như một con người và như một biểu tượng. Mục đích của cái mô hình này là nhằm giúp cho các nhà quản trị có thể cân nhắc và lựa chọn các yếu tố và hình mẫu thương hiệu, từ đó thì tạo nên cái sự khác biệt cho thương hiệu của doanh nghiệp mình. Các khía cạnh mà càng được phân tích chi tiết á, càng được phân tích một cách rõ nét thì nó sẽ càng giúp đỡ tạo cơ sở để mà xây dựng một thương hiệu mạnh. Tuy nhiên thì không phải thương hiệu nào cũng bắt buộc là bao hàm tất cả các khía cạnh trên. Thậm chí là thương hiệu chỉ cần lựa chọn một số khía cạnh mà cốt lõi và tập trung để mà phát triển vào nó thì đã có thể tạo ra một đặc tính thương hiệu đặc sắc. Đầu tiên thì mời cô và các bạn cùng mình đến với thương hiệu như một sản phẩm. Trên thị trường hiện nay thì chúng ta đã quá quen thuộc với lại là công ty Unilever với các sản phẩm nổi tiếng chẳng hạn như là dầu gội Sunsilk,
dầu gội clear, sữa tắm Dove, rồi kem đánh răng BS hay là Close Up vân vân. Rồi chẳng hạn như là tập đoàn Vingroup của Việt Nam thì chúng ta có Vinhome, Vinmart hay là VinFast hay là Vinpearl vân vân. Điều quan trọng đối với các nhà quản trị không phải là làm cho khách hàng nhắc đến thương hiệu là sẽ liên tưởng đến sản phẩm, mà họ sẽ nghĩ đến thương hiệu của công ty khi mà có nhu cầu về loại sản phẩm đó. Theo một khảo sát của Queen Me vào đầu năm 2018 á, họ đã khảo sát một câu hỏi rằng là nếu mà mua xe máy thì những cái người được khảo sát họ sẽ chọn cái xe của nhãn hàng nào, và kết quả cho thấy rằng là có tới 74% thì người người được hỏi á, thì họ sẽ chọn Honda, 19% thì chọn Yamaha, còn lại á, thì họ sẽ chọn những cái hãng xe khác. Thì chứng tỏ rằng là sức mạnh của thương hiệu Honda tại Việt Nam là không thể bàn cãi. Thương hiệu thể hiện qua sản phẩm, có thể là qua dòng sản phẩm, đặc tính sản phẩm, chất lượng và giá trị sản phẩm, hay là nguồn gốc xuất xứ, rồi đất nước, khu vực, tính hữu dụng và người sử dụng. Thông qua cái việc mà nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, đa dạng hóa chủng loại, doanh nghiệp giúp cho khách hàng tin tưởng vào thương hiệu, đồng thời nguồn gốc xuất xứ hoặc là vùng lãnh thổ cũng giúp cho người tiêu dùng có thêm niềm tin đối với lại thương hiệu đó. Các thuộc tính của sản phẩm thì luôn là một bộ phận quan trọng cấu nên các đặc tính của một thương hiệu, bởi đây là những cái yếu tố cơ bản liên quan trực tiếp đến quyết định chọn nhãn hiệu, đánh giá chất lượng của khách hàng. Các thuộc tính của sản phẩm luôn là một bộ phận cấu thành quan trọng nên một đặc tính của thương hiệu. Và thuộc tính là cái giá trị cốt lõi mà giá trị cốt lõi của một sản phẩm và có mối quan hệ trực tiếp đối với hành vi mua sắm và tiêu dùng của khách hàng. Ngoài cái việc mà khác biệt hóa sản phẩm bằng cái thuộc tính cần quan tâm đến giá trị của sản phẩm đó, và chúng ta cần quan tâm đến đó là thỏa mãn một cái nhu cầu riêng biệt hay là sự liên hệ của một địa danh nào đó khi mà chúng ta tung ra sản phẩm hay là chúng ta thực hiện bán sản phẩm. Một loại hàng hóa thì mang lại một thương hiệu riêng, và như thế thì một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhiều loại hàng hóa khác nhau có thể có nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ như là ở Vinamilk, như ở trên hình thì chúng ta có thể thấy một số sản phẩm khá là nổi tiếng của Vinamilk, chẳng hạn như là sữa, rồi sữa ngôi sao Phương Nam, hay là sữa bột Dialac, hay là những cái sản phẩm nước uống V-Fresh vân vân. Hay như là ở một thương hiệu khác đó là Apple thì có các cái thương hiệu sản phẩm khác nhau như là iPhone dành cho di động, iPad thì dành cho máy tính bảng, hoặc là MacBook thì dành cho máy tính. Tiếp đến thì mình cùng đến với thương hiệu thứ hai, đó là thương hiệu như một tổ chức. Khía cạnh thương hiệu với cái tư cách là một tổ chức tập trung vào đặc tính của tổ chức hơn là cái việc mà tập trung vào sản phẩm hay là dịch vụ của họ. Các đặc tính của một tổ chức có thể là sự đổi mới, sự dẫn đầu về chất lượng, sự đáng tin cậy, hoặc là thậm chí là liên quan tới cái việc là bảo vệ môi trường. Những cái đặc tính này là có thể được làm nổi bật thông qua các nhân viên, thông qua văn hóa kinh doanh hoặc là các chương trình truyền thông của công ty. Đặc điểm của một thương hiệu như một tổ chức á, là nó có một cái tính khái quát rất cao, phải có tính đại diện cho tất cả chủng loại hàng hóa của doanh nghiệp. Như ví dụ Vinamilk hồi nãy mình có nói tới, thì khi mà nói tới Vinamilk á, thì sẽ nghĩ ngay đến các sản phẩm về sữa hay là các sản phẩm có liên quan tới sữa, hay là Trung Nguyên thì chúng ta sẽ nghĩ tới cà phê, hay là Apple thì chúng ta sẽ nghĩ tới các sản phẩm điện tử máy tính, rồi Google thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái bộ máy tìm kiếm hay là những cái sản phẩm công nghệ cao. Rồi như ở Việt Nam thì chúng ta có Viettel, thì đây là một tập đoàn viễn thông lớn. Còn Vingroup thì lại là một tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam.
vân vân. Thì trên đây á, như mình đã kể á, thì đó là những cái thương hiệu mà đã nổi tiếng và hầu hết mọi người đều đã biết đến. Vậy thì đối với những cái doanh nghiệp mà chưa nổi tiếng thì có được gọi là thương hiệu hay không? Và câu trả lời là có. Chỉ có điều đó là thương hiệu của những cửa hàng của những đó, những nơi đó, những cái tập đoàn, những cái công ty đó thì có phạm vi hẹp thôi. Ngoài ra thì một khi mà tính khái quát và tính đại diện á, mà bị vi phạm hay là bị mất đi thì người ta sẽ nghĩ đến việc tạo ra những cái thương hiệu riêng cho từng chủng loại hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể thì để mà chúng không ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty, chẳng hạn như là hãng ô tô của Toyota thì đây á, là hãng xe hơi tầm trung với các sản phẩm nổi tiếng giống như là Toyota Camry hay là Etude hay là Vios vân vân. Thì khi á, mà công ty này mà muốn thâm nhập vào phân khúc thị trường xe hơi cao cấp thì không thể nào mà họ sử dụng cái thương hiệu Toyota khi đã được gắn cái mác là tầm trung được rồi, gắn mác tầm trung được, thì thay vào đó thì họ đã tạo ra một cái thương hiệu mới riêng biệt, không gắn kết với lại thương hiệu của công ty, với cái hãng xe khá là nổi tiếng đó là Lexus. Tiếp đến thương hiệu tiếp theo đó là thương hiệu như một con người. Ở trên khía cạnh này á, thì đặc tính của một thương hiệu được xem xét ở một góc độ như là một con người, vốn phong phú, thú vị hơn nhiều nếu mà chúng ta xem xét như là một sản phẩm. Tạo dựng được thương hiệu cá nhân là một cái việc mà cực kỳ quan trọng và cần thiết cho mỗi người. Cho dù là mục tiêu khác nhau thì nó cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm một công việc tốt hơn hay là giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm những khách hàng mới. Thương hiệu sẽ là những cái nhân tố quan trọng để mà đánh giá cái sự thành công của bạn. Các bạn có thể thấy những cái thương hiệu cá nhân mang nhiều giá trị trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Ví dụ như là ở trong thể thao thì mọi người có thể cực kỳ khâm phục tài năng của Messi hay là Beckham hay là Ronaldo vân vân. Rồi trong lĩnh vực ca nhạc thì chúng ta có thể kể đến các thương hiệu của các nghệ sĩ hàng đầu giống như là Michael Jackson vân vân. Hay là trong kinh doanh thì có các tên tuổi của CEO hàng đầu là Bill Gates của Microsoft hay là Steve Jobs của Apple hay là Jeff Bezos của Amazon. Cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu của doanh nghiệp của tổ chức thì nó đều có những cái điểm tương đồng. Và như ở trên hình đây các bạn có thấy thì đây là nhân vật Jeff Bezos của Amazon, và ông đã có một câu nói khá hay về thương hiệu đó là khi mà được dịch qua tiếng Việt thì nó được trích dẫn là thương hiệu của một công ty cũng giống như là một danh tiếng của con người, và bạn giành được cái danh tiếng bằng cách đó là bạn phải cố gắng làm những cái việc khó khăn. Có một cái điểm khác biệt lớn nhất chính là doanh nghiệp á, thì quảng bá sản phẩm hay là dịch vụ, trong khi mà trong khi là cái thương hiệu cá nhân thì tập trung vào quảng bá hình ảnh của chính bạn thông qua cái việc thể hiện của tính cách rồi thông qua tính cách rồi tính cạnh tranh hay là những cái sự độc đáo, sự ấn tượng, hài hước, gióm dịch, hóm hỉnh vân vân, để mà tạo dựng nên cái thương hiệu của bản thân. Và cuối cùng, thương hiệu như một biểu tượng. Một biểu tượng ấn tượng và sâu sắc có thể làm cho nó dễ dàng được gợi nhớ và được chấp nhận. Sự thiếu vắng của một biểu tượng trong một thương hiệu đó sẽ là một cái bất lợi cơ bản, và ngược lại nếu mà có cái sự hiện diện của biểu tượng thì nó sẽ đóng góp một cái vai trò khá là then chốt đối với cái sự phát triển của thương hiệu. Cái việc mà xem xét một biểu tượng như là một phần của đặc tính thương hiệu đã là phần nào đó để phản ánh được cái tiềm năng của nó.
Thương hiệu như một biểu tượng thì bình thường thường á, thì nó sẽ biểu hiện thông qua tên, logo, khẩu hiệu hay là những cái bao bì hay và màu sắc đặc trưng. Nhận diện thương hiệu á, thì được nâng cao thông qua cái việc mà sử dụng thêm các hình ảnh tài trợ thể thao, văn hóa kèm theo cùng với là các nhân vật nổi tiếng với các phương tiện truyền thông để mà có thể thu hút được sự chú ý nhằm để mà tạo niềm tin và cũng như là tăng cái sự nhận biết về thương hiệu. Chẳng hạn như là chiến dịch đại sứ thương hiệu ở Nike á, những cái ngôi sao hàng đầu trong cái lĩnh vực thể thao như là huyền thoại bóng rổ Michael Michael Jordan hay là cầu thủ bóng đá nổi tiếng Cristiano Ronaldo thì Nike còn có cái sự góp mặt tài trợ tham gia vào tài trợ những cái giải đấu lớn ở trên thế giới chẳng hạn như là điền kinh, đá bóng hay là đua xe đạp vân vân. Hoặc là ở Việt Nam chẳng hạn thì cũng có sử dụng những cái hình ảnh nhân vật nổi tiếng đó là chẳng hạn như là ca sĩ Sơn Tùng MTP hay là Soobin Hoàng Sơn để mà quảng cáo cho quảng bá cho cái thương hiệu nổi tiếng là Biltic của Việt Nam. Hay như ở trên hình đây thì chúng ta đã quá quen thuộc với cái hình ảnh nhận diện của chẳng hạn như là Adidas hay là Converse hay là Puma vân vân. Hay là nhắc đến nhãn hiệu đồ ăn thì chúng ta có McDonald's với những cái màu sắc chẳng hạn như là màu đỏ và vàng chủ đạo đã được thực hiện đồng bộ với đồng bộ đồng sắc với lại các yếu tố ví dụ như là màu sắc cửa hàng hay là đồng phục nhân viên thậm chí là bao bì đựng nhằm cái mục đích cuối cùng đó là gia tăng cái mức độ nhận biết về thương hiệu của họ. Tiếp đi quen. Vậy thì tại sao các nhà quản trị thương hiệu cần tập trung vào cái đặc tính chứ không phải là hình ảnh thương hiệu? Ở đây mình muốn nói tới không phải là hình ảnh thương hiệu không quan trọng nhưng mà chúng ta cần tập trung ưu tiên đầu tiên đó chính là đặc tính. Thì khi mà nói đến hình ảnh khi mà chúng ta được nghe đến là hình ảnh thương hiệu thì chúng ta sẽ thường xét từ phía của người nhận thông điệp tức là khách hàng thì hình ảnh chính là cái kết quả của sự tưởng tượng và hình dung của một nhóm công chúng nào đó về một sản phẩm thương hiệu của một công ty hay là của quốc gia và hình ảnh thương hiệu thì cho ta biết được cách thức mà công chúng giải mã các dấu hiệu của thương hiệu thông qua sản phẩm, dịch vụ và các chương trình truyền thông quảng cáo nào đó. Ngược lại, cái đặc tính của thương hiệu á, thì nó lại được xét từ phía của người gửi thông điệp, tức là ở phía của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của người gửi thông điệp là phải cụ thể hóa ý nghĩa và những cái định hướng và mục đích của thương hiệu. Do vậy thì hình ảnh thương hiệu là cái kết quả của việc giải mã thông điệp nhận được. Nhưng mà khi mà từ ở góc độ của nhà quản trị thương hiệu á, thì đặc tính thương hiệu phải được xác định trước và thông qua truyền thông tạo nên hình ảnh của thương hiệu. Tức là trước khi mà muốn tạo ra một hình ảnh trong tâm trí của khách hàng và công chúng thì công ty cần phải biết chính xác rằng là họ đang phác họa cái gì, họ đang làm cái gì và trong tâm trí của khách hàng thì sẽ định hình được một hình ảnh cụ thể thông qua quá trình tổng hợp các dấu hiệu nhận biết về thương hiệu như là tên gọi của thương hiệu, các dấu hiệu có thể cảm nhận bằng thị giác, hay là về, hay là cá nhân, hay là bản thân sản phẩm và các chương trình quảng cáo tài trợ, vân vân. Hình ảnh là kết quả của sự, tóm lại thì hình ảnh chính là cái kết quả của sự giải mã, sự giải mã và sự cắt nghĩa và giải thích của các dấu hiệu. Vậy thì các dấu hiệu này được bắt nguồn từ đâu? Có hai cái nguồn mà trước tiên là đặc tính của thương hiệu.
Tuy nhiên thì có thể xuất hiện một số tác động ngoại lai mà chúng không liên quan tới đặc tính thương hiệu nhưng lại góp phần giúp cho thương hiệu thể hiện được ý nghĩa của mình. Phần trình bày của mình tới đây là hết và tiếp theo xin mời bạn tiếp theo thực hiện bài thuyết trình ạ. Mình cảm ơn. Chào cô và các bạn, tiếp theo mình là Ngọc Nhi, mình sẽ tiếp tục phần thuyết trình của nhóm. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu định vị thương hiệu là gì và vì sao chúng ta phải định vị những cái thương hiệu của mình. Thì đối với một cái doanh nghiệp sẽ có nhiều sự quan tâm và cái cách định vị khác nhau. Thì cái việc định vị á, sẽ có nhiều cách kết hợp các quan điểm đó khác nhau. Và theo Philip Kotler là một cái bậc thầy về marketing thì ông đã nói là định vị thương hiệu là tập hợp các cái hoạt động nhằm mục đích tạo ra sản phẩm và thương hiệu một vị trí xác định so với cái đối thủ cạnh tranh trong tâm trí của khách hàng. Và cũng theo ông Matt Fisher thì định vị thương hiệu là một cái nỗ lực đem lại cho cái sản phẩm một hình ảnh riêng dễ đi vào nhận thức của khách hàng. Hay là cụ thể hơn thì điều mà doanh nghiệp muốn khách hàng liên tưởng tới khi mà đối diện với thương hiệu của bạn. Nói tóm lại thì nó giống như là con người cần một cái vị thế trong xã hội để được tôn trọng và khẳng định bản thân, thì thương hiệu cũng cần định vị để mà khẳng định cái sản phẩm của thương hiệu cũng như là khẳng định sức mạnh của cái việc ảnh hưởng của cái công ty đó đối với lại cộng đồng. Ví dụ như là Coca and Pepsi thì có một cái cách nói trừu tộc hơn nữa thì khi mà Coca-Cola là màu đỏ thì Pepsi đơn giản là màu xanh, thì đấy là các bạn định vị cái thương hiệu hai thương hiệu đó. Và định vị thương hiệu là đặt ra mục tiêu để tạo ra hình ảnh riêng so với các thương hiệu khác. Dù hình thức nào thì thương hiệu cũng cần có cái nét tách biệt giúp cho khách hàng có thể mà phân biệt được những cái sản phẩm cùng loại. Bởi vì cái việc tạo ra những cái hình ảnh khác biệt trong cái thời đại ngày nay á là một việc vô cùng là khó khăn. Cái việc định vị thương hiệu nên được hình thành ngay ngay trong cái quá trình mà chúng ta bước đầu tiếp xúc với cái việc thiết kế thương hiệu và xây dựng cái thương hiệu đó. Và một cái ví dụ khác đó là về mặt thuộc tính của kem đánh răng á, khi nhắc đến kem đánh răng Colgate thì chúng ta nhớ đến cái việc là chưa 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 Colgate á, thì chúng ta biết cái thuộc tính là không sâu răng, còn khi nhắc đến Sensodyne á thì lại nhớ về cái việc gọi là chống ê buốt răng. Vì vậy chúng ta chốt lại việc định vị thương hiệu là tập hợp các cái hoạt động nhằm tạo ra cho thương hiệu một cái vị trí xác định trong tâm trí của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh và là cái nỗ lực đem lại cho thương hiệu một cái hình ảnh riêng đi vào nhận thức của các khách hàng. Tiếp theo là phần định vị phải dựa vào khách hàng và lợi thế của công ty. Chúng ta cần phải xác định đâu là vị trí và các đặc điểm mà các liên kết thương hiệu có sự khác biệt so với cái đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, người làm marketing cần phải nhận biết được và đưa ra bốn điều sau đó là khách hàng, người tiêu dùng là ai, đối thủ cạnh tranh chính là ai, thương hiệu khác với đối thủ cạnh tranh như thế nào, thương hiệu giống với đối thủ cạnh tranh như thế nào. Và khi nhắc đến kem đánh răng á, chúng ta có bốn, ví dụ như là phân khúc thị trường kem răng thì có bốn loại phân khúc chính. Thứ nhất đó là khi mà nhắc đến cảm giác thì chúng ta thấy Colgate đó là một cái ví dụ điển hình, đó là tìm kiếm một cái hương vị, thành phần và hình thức sản phẩm nó đánh. Và khi mà nhắc đến việc giao tiếp xã hội thì thực
độ sáng của răng, giúp cho răng trắng sáng, hơi thở thơm mát. Đối với những người lo ngại thì họ tìm kiếm cái việc phòng ngừa sâu răng, loại bỏ bám bẩn. Còn đối với những người độc lập thì hay tìm đến những cái sản phẩm mà đánh vào cái việc giá thành thấp, giá thành thuộc về loại mức bình dân và phù hợp với những người tiêu dùng. Tiếp theo đó là ta xác định đối thủ cạnh tranh là ai. Nói về đối thủ cạnh tranh thì có các yếu tố cạnh tranh, đó là phân khúc thị trường, phân khúc khách hàng sản, và về sản phẩm, về yếu tố địa lý, về cấp độ cạnh tranh, liệu đó là cấp độ cao hay thấp, thuộc về chủng loại hay lớp sản phẩm nào, và về mức độ cạnh tranh thì nó xảy ra trên góc độ lợi ích hay là xảy ra trên góc độ thuộc tính. Và ngoài ra, định vị là một cái khái niệm quan trọng và hữu ích trong kinh doanh. Nó chứng minh rằng là một sản phẩm sẽ chẳng là gì nếu nó không chiếm được cái vị trí vững chắc trong tâm trí của khách hàng, hơn hẳn đối với các đối thủ cạnh tranh khác. Vì vậy, công ty cần phải phân tích 8 cái tiêu chí. Đó là thứ nhất là hình thức của sản phẩm có thích hợp với định vị. Có thích hợp với cái loại là định vị thương hiệu của nó hay không. Thứ hai là cần xác định là khả năng và động cơ mua sắm của khách hàng như thế nào, và qua sự định vị này của thương hiệu. Thứ ba là sự định vị này sẽ mang lại một quy mô thị trường như thế nào. Thứ tư là cần xác định cái định vị này có tính khả thi hay không. Thứ năm là cần xác định là ngân sách tài chính dành cho cái định vị này là bao nhiêu. Thứ sáu là chúng ta cần phải xác định là định vị này có cụ thể và rõ ràng và có cái mức độ khác biệt hóa cao hay không. Thứ bảy là cần xác định cái việc định vị này có nhận được, có tận dụng được những lợi thế về chất lượng của chính sản phẩm hay không. Và cuối cùng là xác định được cái định vị này liệu có khả năng thích ứng và thay đổi trong những cái trường hợp suy thoái của sản phẩm hay không. Và cái phần của em đến đây là kết thúc. Tiếp theo là phần của bạn Tâm. Nhưng mà chúng em không liên lạc được thì em xin phép thay mặt nhóm để mà thực hiện phần này ạ. Tiếp theo thì mời các bạn đến với thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh. Thì sự phân loại khách hàng vào nhóm những cái nhóm nhất định phù hợp với hướng đi riêng của từng doanh nghiệp. Nhiệm vụ của định vị là phải tìm ra được một cái vị trí phù hợp trong phân đoạn thị trường và nhất định thị trường nhất định và làm cho khách hàng trong phân đoạn này biết và nghĩ về sản phẩm như là một công ty sản xuất chỉ để dành riêng cho họ vậy. Vậy thì để xác định được thị trường mục tiêu thì doanh nghiệp cần làm rõ nhất có thể các bước sau đây. Đầu tiên đó là chúng ta cần xác định phân khúc thị trường. Ở đây thì doanh nghiệp cần được cần tìm được những cái phân khúc thị trường mà sản phẩm mình có thể tồn tại được. Bước thứ hai đó là xác định USP của sản phẩm thì những cái USP có thể giải quyết những cái vấn đề gì mà khách hàng và nhóm khách hàng
nào đang cần. Bước tiếp theo đó là phân tích chân dung của khách hàng. Ở đây á, thì bạn cần xác định rõ được là chân dung của khách hàng, và càng rõ thì bạn càng hiểu hơn về thị trường mục tiêu. Bước thứ tư đó là phân tích chân dung khi khách hàng của đối thủ, nhằm cái mục tiêu đó là xác định thêm về thị trường mà đối thủ không thể không để ý đến. Và bước cuối cùng đó là chạy thử MVP, thì chúng ta cần biết được thị trường này có cần sản phẩm của doanh nghiệp hay không, và trước khi mà chúng ta bước vào sản xuất đại trà, sản xuất một số lượng lớn. Thị trường mục tiêu giúp chúng ta kiểm soát kỳ vọng dễ dàng hơn. Thì thị trường mục tiêu sẽ giúp doanh nghiệp mang đến cho khách hàng một cái kết quả khả thi và đáp ứng đúng mong đợi. Sản phẩm có thể được giới thiệu từ với những cái lợi ích chính xác trong tương lai. Điều đó sẽ đem lại hiệu quả lớn hơn là sức tưởng tượng của bạn. Thứ nhất thì hạn chế tình việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn hạn chế được cái tình trạng khách hàng có những cái kỳ vọng thiếu thực tế đối với sản phẩm dịch vụ. Và thứ hai thì doanh nghiệp cũng có thể sở hữu được nhóm khách hàng thực sự hài lòng với sản phẩm dịch vụ của mình, và để mà họ có họ sẵn lòng họ chấp nhận cái dịch vụ của mình, chấp nhận dịch vụ sản phẩm của mình và họ quay lại thêm lần sau. Thị trường mục tiêu thì giúp nâng cao hiệu quả quảng cáo. Hiển nhiên cái việc mà biết rõ được khách hàng tiềm năng và gom họ thành một cái thị trường mục tiêu khiến quảng cáo trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Nắm được cái thông tin về thị trường mục tiêu á, tức là hiểu được hành vi của khách hàng, họ thích đọc báo hay là tạp chí, hay là họ thích bằng hình thức nào, họ sử dụng mạng xã hội nào thường xuyên, và tầm quan trọng hơn và quan trọng hơn đó là nhân tố chính nào khiến họ đưa ra cái quyết định là họ mua hàng. Bằng cái kết quả tìm kiếm thì và nghiên cứu thì bạn hoàn toàn có thể tạo nên một cái thông điệp thích hợp để mà dễ ghi nhớ đối với thị trường. Ví dụ cái cách nhanh nhất để mà hiểu rõ về định nghĩa trên đó là chúng ta học từ những cái ví dụ thực tế, cách mà thế giới đang áp dụng vào doanh nghiệp của họ. Đầu tiên thì một cái ví dụ mà chúng ta quá quen thuộc đó là Facebook. Thì từ những cái ngày đầu thành lập doanh nghiệp thì cái thị trường mục tiêu của Facebook á, là những cái bạn trẻ giới sinh viên ở tại Mỹ, và họ có chung sở thích về cái việc giao lưu kết bạn và chia sẻ nhiều thứ với mọi người xung quanh cùng ở trên internet. Và cùng với cái sự phát triển vượt bậc của Facebook thì cùng với cuộc cách mạng 4.0 thì đã giúp cho Facebook mở rộng thị trường. Họ đã nhắm đến các đối tượng mục tiêu rộng hơn, không còn là lứa tuổi sinh viên nữa, mà bây giờ đã dao động từ lứa tuổi từ 18 4 tới 40, và những cái đối tượng mà đang sử dụng cái thiết bị điện tử. Hay một ứng dụng mà khác mà đã từng một thời gian thì đã được sử dụng khá là phổ biến. Tại cái thời điểm đó thì có tận hơn 1.700 180 triệu người dùng ở dưới lứa tuổi 25, là tầm khoảng từ 18 tới 24 á, thì hầu hết thì vẫn đang học trung học và học đại học. Đặc biệt thì nữ giới sẽ sử dụng cái ứng dụng này rất là nhiều. Cái ứng dụng này thì cho phép mình chụp ảnh và có gắn thêm những cái sticker hay là những cái hiệu ứng khá là bắt mắt.
Và như ở trên và như ở trên đây thì như ở trên slide đây thì mình cũng đã có ghi rất là rõ, thì đây chính là những cái thị trường mục tiêu của Snapchat. Cái cuối cùng. Hay đến với McDonald's thì McDonald's lại nhắm đến cái mục tiêu là toàn thể sinh viên này, rồi nhân viên ở độ tuổi sinh viên, nhân viên rồi thậm chí là học sinh, dao động từ độ tuổi từ 8 đến cho 45 tuổi, thuộc cái nhóm thu nhập thấp và trung bình, có tính cách dễ dãi và bất cẩn. Nhưng mà tùy thuộc vào quốc gia thì cái nhóm đối tượng của McDonald's sẽ thay đổi để mà thích ứng phù hợp với lại thị trường. Ví dụ như là ở Việt Nam á, thì những người mà có khả năng đáp ứng hay cái việc mà chi trả cho ăn uống ở McDonald's thì là những nhóm người có thu nhập trung bình trở lên. Các công ty á, cũng cần phải biết rằng là chúng ta không thể tách rời những cái quyết định về thị trường mục tiêu với những cái quyết định về tình trạng về tình hình cạnh tranh, bởi vì là hai loại hình này á, thì có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nói một cách khác thì khi mà quyết định lựa chọn một cái phân đoạn khách hàng nào đó thì ít nhất công ty cũng phải xác định được một cách rõ ràng về tình hình cạnh tranh trong cái phân đoạn, trong cái phân khúc mà công ty doanh nghiệp đã hoặc là đang dự định chiếm lĩnh trong cái phân đoạn này. Không những thế thì công ty cũng cần phải xác định và nhận diện các đối thủ cạnh tranh bằng những cái sản phẩm có khả năng thay thế, vân vân. Chẳng hạn như là chúng ta có thể tham khảo cái bài học của Kodak về cái việc mà đánh giá đối thủ cạnh tranh. Thì suốt trong nhiều năm, khách của hãng Kodak đã thoải mái dẫn đầu trong cái lĩnh vực đó là phim chụp hình. Hãng này nhận thấy rằng là Fuji chính là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của mình trong cái thị trường này. Tuy nhiên á, thì trong những năm gần đây thì đối thủ cạnh tranh mới chủ yếu của Kodak không phải là đến từ Fuji, mà ngoài ra còn đến từ một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng liên quan đến các thiết bị, đó là điện tử như là Sony hay là Canon, cùng với những cái nhà sản xuất máy chụp kỹ thuật số khác mà họ không dùng phim nhựa. Do là chỉ tập trung vào các lĩnh vực do là Kodak á, là chỉ tập trung vào những cái lĩnh vực phim nhựa mà khiến cho họ gây cho họ một cái thiệt hại, đó là làm cho họ chậm chân tham gia vào thị trường kỹ thuật số. Tại vì hiện tại thì máy chụp hình kỹ thuật số bán chạy hơn là cái việc mà bán các máy chụp phim. Kodak nhận thấy rằng là trong phân khúc kỹ thuật số của mình thì họ đã bị rớt lại phía sau, bỏ lại một chặng đường khá xa so với lại hãng Sony. Một hãng mà cách đó không lâu họ vẫn đánh giá vẫn chưa đánh giá, vẫn chưa quan tâm đến đối thủ cạnh tranh. Và tiếp theo thì xin mời các bạn cùng nhóm mình đến với các lựa chọn cơ bản để định vị thương hiệu. Mình cảm ơn. Dạ, xin chào cô và các bạn. Tiếp theo thì mình xin sẽ trình tiếp tục phần trình bày của nhóm ạ. Phần các lựa chọn cơ bản để định vị thương hiệu thì có 4 lựa chọn cơ bản. Thứ nhất đó là lựa chọn định vị rộng, thứ hai là lựa chọn định vị đặc thù, thứ ba là lựa chọn định vị giá trị, và thứ tư là phát triển định vị giá trị toàn diện.
Đầu tiên sẽ là lựa chọn định vị rộng thì có 3 quy tắc cơ bản. Đầu tiên là công ty quy tắc công ty dẫn đầu về sản phẩm, thứ hai là công ty đạt hiệu quả cao, và thứ ba là công ty gần gũi với khách hàng. Khi mà công ty đã lựa chọn một định vị rộng nào đó thì đòi hỏi cả hệ thống của doanh nghiệp phải được tổ chức phù hợp với lựa chọn đó, và sẽ rất ít trường hợp là có doanh nghiệp nào thành công khi chọn cả hai khía cạnh định vị này trở lên. Tiếp theo là lựa chọn định vị đặc thù thì có 7 định vị. Đầu tiên sẽ là định vị theo lợi ích, thì ví dụ như là bột giặt thai sẽ giúp quần áo trắng hơn, sạch hơn và tập trung khẳng định thương hiệu của mình thì như thai thì mới là chính nhất. Và tiếp theo là định vị thuộc tính và định vị tình huống sử dụng. Thì ví dụ định vị tình huống sử dụng thì sẽ sản phẩm sẽ được khẳng định một sản phẩm tốt nhất trong một cách trong một hoàn cảnh nào đó. Ví dụ như là Peasure sẽ là thức uống dinh dưỡng tốt nhất thay thế cho bữa ăn. Tiếp theo là định vị đối thủ cạnh tranh, thì sản phẩm phải thể hiện được điểm mạnh hay những điểm độc đáo so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ là có những loại cà phê đậm vừa, đậm đà hơn nữa, nhưng chỉ có một loại cà phê là cà phê Tứ Thiệt. Định vị theo chủng loại thì doanh nghiệp có thể xác định mình dẫn đầu về một chủng loại sản phẩm nào đó. Định vị nhóm người sử dụng thì sẽ định vị nhóm người sử dụng riêng, như là sản phẩm riêng dành cho nam, sản phẩm riêng dành cho nữ, sản phẩm dành cho những người nhỏ tuổi và lớn tuổi. Định vị theo chất lượng giá cả thì sản phẩm sẽ được định vị tại một mức giá chất lượng, tại một mức chất lượng hoặc giá cả xác định. Đây là các cách định vị cốt lõi, tập trung vào một giá trị duy nhất thì nó trở thành lý do để khách hàng lựa chọn mua sản phẩm. Thứ năm là lựa chọn định vị giá trị, thì có 5 cách định vị, đó là làm cho sản phẩm của mình tốt hơn với giá cao hơn. Thứ hai là làm cho sản phẩm tốt hơn nhưng giá không đổi. Thứ ba là sản phẩm không đổi nhưng giá thấp hơn. Thứ tư là tốt hơn nhưng giá rẻ hơn. Thứ năm là sản phẩm kém hơn nhưng giá lại rẻ hơn nhiều. Thì các doanh nghiệp thì cần tập trung vào việc làm thế nào để tiêu dùng lượng hóa được chi phí bỏ ra để có một giá trị thu lại, và việc định vị giá trị thì sẽ xoay quanh 5 bước cơ bản này ạ. Cuối cùng là phát triển định vị giá trị toàn diện. Thì tổng lợi ích mà khách hàng nhận được thì bao giờ cũng hấp dẫn nhất, rồi trong tương quan với tổng hao phí mà người tiêu dùng bỏ ra để được sở hữu và tiêu dùng sản phẩm. Thứ hai thì triển khai định vị giá trị toàn diện thì sẽ tạo ra một hình ảnh chung nhất về thương hiệu và giúp doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực tại mỗi thời điểm và bỏ qua các hoạt động marketing không có hiệu quả đối với doanh nghiệp của mình. Triển khai định vị giá trị toàn diện sẽ tạo ra hình ảnh chung và bỏ qua hoạt động marketing không có hiệu quả. Và phần thuyết trình tiếp theo thì em xin nhường lại cho bạn tiếp theo ạ. Chào cô và các bạn, và sau đây tiếp theo em sẽ trình bày về các chiến lược định vị thương hiệu. Thì các chiến lược để định vị bao gồm thì nó sẽ có hai phần chính, và em đã chia ra thành các bước như sau. Ở định vị dựa vào thuộc tính của sản phẩm sẽ có ba ý, bao gồm định vị dựa vào chất lượng,
Nó nghĩa là khi đã lấy được lòng tin của khách hàng về chất lượng thì sẽ gặt hái thành công khi xây dựng thương hiệu. Thì em có thể lấy một số ví dụ như là cái định vị này thì thường là áp dụng rất là nhiều trong các mặt trong các thương hiệu mà họ sản xuất về lĩnh vực xe hơi, thì họ luôn luôn tổ chức các showroom này nọ để các nhân viên của họ giới thiệu từng mặt hàng, từng tính năng công dụng của từng loại xe khác nhau và tạo ra một cái sự gì đó hứng thú khiến cho khách hàng họ muốn mua và họ muốn đầu tư vào chiếc xe hơi. Tiếp đến sau đó là định vị vừa và giá trị, thì có nghĩa là một thương hiệu vừa có thể đưa ra mức giá rẻ nhưng vẫn duy trì được một hình ảnh thương hiệu mạnh. Thì cái này thì có thể nó lại phát triển mạnh ở lĩnh vực hàng không, máy bay và cái thương hiệu mà họ đi đầu về cái xu hướng này, về cái định vị này, đó chính là Southwest Airlines của Mỹ. Thì họ thường hay tổ chức những cái tour giá rẻ thu hút khách du lịch. Những tổ chức cái tour đó thì thường sẽ giúp tăng tăng doanh thu cũng như tăng cái số lượng khách hàng bình quân hàng năm và giúp cải thiện được hình ảnh của công ty. Và đây là cái chiêu mà từ đó về sau các hãng máy bay khác họ cũng đã áp dụng và đã áp dụng theo. Tiếp đến đó là định vị dựa vào tính năng, thì có nghĩa là phương pháp này sử dụng những tính năng sản phẩm dịch vụ để tạo nên cái sự khác biệt cho thương hiệu. Thì mình có thể lấy ví dụ như là dầu ăn chẳng hạn. Thì bình thường những cái dầu ăn bình dân như cá lân thì họ sẽ sản xuất ra dầu ăn thì nó có tóm gọn lại ở một số thành phần nhất định, nhưng riêng ở một số thương hiệu khác thì họ đã cải tiến sản phẩm của mình. Ví dụ như Neptune thì họ sẽ cải tiến thêm một số dưỡng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là omega 3 hay là DHA gì đó nhằm cải thiện sức khỏe rồi phòng chống tim mạch vân vân. Thì nhiều người cho dù giá trị cái chai dầu ăn Neptune nó mắc nhưng mà họ thấy được cái giá trị lợi ích bên trong của chai dầu ăn đó thì họ sẽ vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Tiếp đến sẽ là về ý nhận xét của mình, thì với ưu điểm của cái chiến lược định vị dựa vào thuộc tính sản phẩm thì thông điệp có thể đưa ra rất cụ thể và rõ ràng và đồng thời có thể dễ lấy được cái sự tin tưởng của khách hàng khi đưa ra những cái thông số thực về sản phẩm. Còn đối với nhược điểm thì nó dễ bị sao chép bởi các thương hiệu đi sau, ví dụ như hồi nãy mình có nói về dầu ăn chẳng hạn, và dễ bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt bằng cách đưa ra những sản phẩm có thuộc tính vượt trội hơn. Tiếp theo sau đó là cái định vị số 2, đó là định vị dựa vào lợi ích sản phẩm và tính cách khách hàng để xác lập cái hình ảnh thông tin qua các biểu tượng. Thì gồm có 6 ý, cái này nhiều ý hơn, và tóm gọn lại trong những 6 cái định vị như sau. Đối với mối quan hệ thì là ý của nó là muốn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng dành cho thương hiệu và tạo ra thông điệp định vị có sự cộng hưởng với người tiêu dùng, kiểu như là social media. Thì một ví dụ đơn giản nhất đó, ví dụ về mấy cái hãng giày thể thao, giày sneaker, thì thay vì họ sản xuất những đôi ngoài họ ngoài những việc mà họ sản xuất những đôi giày phù hợp cho những việc đẹp hay là đi chơi, thì họ vẫn chú tâm mạnh vào các sản phẩm họ sản xuất dành riêng cho thể thao, như là chơi quần vợt, những cái môn thể thao mà có chơi tập tập thể, ví dụ như là chơi quần vợt hoặc chơi golf. Họ sẽ sản xuất những đôi giày đó ra nhằm tạo ra được cái sự êm ái và sự dễ chịu khi họ thực hiện những các hoạt động chơi thể thao đó. Tiếp đến sau đó là đối với định vị mong ước, thì đó là tạo ra những lời mời gọi khách hàng tới những nơi họ muốn trở thành con người họ yêu thích hay đạt được một cái trạng thái tinh thần họ mong muốn. Thì cái này có thể dễ thấy là vài năm trước có một quảng cáo mà mì Cocomi hay là hay gì đó, quảng cáo là muốn ăn mì không chiên, muốn có loại mì không chiên. Thì sau này hãng đó họ sản xuất ra rất nhiều mặt hàng, họ đi tiên phong cho việc là sản xuất các loại mì không chiên này và được các nhãn hàng khác áp dụng theo. Và đó tại vì mì không chiên thì nó sẽ giảm được cái tình trạng như nóng trong người hay nổi mụn vân vân.
Tiếp đến là vấn đề và giải pháp. Định vị về vấn đề giải pháp thì là cho khách hàng thấy những vấn đề khiến họ đau đầu sẽ sớm được giải quyết khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Thì ví dụ giống như là nước rửa chén, thì nước rửa chén Sunlight thì họ hay quảng cáo là nó sẽ có những thành phần ưu việt hơn, phù hợp hơn, có nghĩa là sử dụng những thành phần tự nhiên thiên nhiên hơn và phù hợp với lại là sức khỏe của của trẻ em và trẻ nhỏ. Tiếp theo sau đó là đối thủ, định vị đối thủ thì giúp định vị thương hiệu dựa trên những yếu tố được so sánh giữa nó và đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thì đối với đối thủ á, thì là mình có một ví dụ là về bột giặt Ariel thì hồi cách đây có tầm 3 đến 5 năm về trước thì có một cái đoạn quảng cáo là giới thiệu sản phẩm bột giặt Ariel nhưng mà họ lại bôi đen cái sản phẩm bột giặt Tide để nói rằng là mình sẽ ưu việt hơn, Ariel sẽ ưu việt hơn Tide, và đoạn quảng cáo đã gây xuất hiện và tranh cãi rất là nhiều, và sau này họ đã sửa lại thành một cái bao bì bột giặt không có nhãn hiệu, một cái bao bì bột giặt màu xanh da trời. Tiếp đến là đối với cảm định vị cảm xúc thì khách hàng sẽ cảm nhận thế nào về thương hiệu thường bắt nguồn từ nhu cầu hay là mong muốn, hay nói cách khác phương pháp đánh vào các yếu tố cảm xúc hoặc là tâm lý. Thì mình có ví dụ như là 7up chẳng hạn, thì hồi xưa là người ta biết rằng các cái thương hiệu mà nước giải khát hàng đầu thế giới là gồm có Pepsi, Coca hay là 7up, nhưng mà nếu như mà 7up muốn cải thiện chất lượng sản phẩm của mình á thì không thể nào đi theo sản xuất nước Coca được, cho nên họ đã sản xuất một loại nước giải khát mới hoàn toàn khác lạ, mới lạ, đó chính là 7up hiện nay, cái nước chanh soda đó. Và điều đó đã khiến cho khách hàng họ cảm thấy có sự được cái sự lựa chọn và họ có thêm được cái hương vị, lựa chọn được cái hương vị riêng của mình. Cuối cùng đó là định vị dựa vào công dụng, thì là thương hiệu định vị dựa trên những gì họ mang lại cho khách hàng của mình và công dụng, ví dụ giống như là ngân hàng họ sử dụng, họ đã sáng tạo đến cái dịch vụ mà banking đó, online banking đó, thì là thay vì hồi xưa là cái gửi khi chuyển tiền cho người thân hay là chuyển tiền cho ai đó, đều phải là chạy tới ngân hàng hoặc là gửi qua bưu điện, thì hôm nay mình chỉ cần thực hiện thao tác trên điện thoại, là chỉ cần ấn vào banking sử dụng thao tác điện thoại là có thể bắn tiền từ nơi này sang nơi khác một cách nhanh chóng. Và cuối cùng đó sẽ là tái định vị thương hiệu. Thì tái định vị thương hiệu có nghĩa là hoạt động xác định lại vị trí của thương hiệu với ba yếu tố chính, đó là trên thị trường, trong tâm trí khách hàng và trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh. Thì tái định vị thương hiệu nó có lợi ích, nhất là giúp giữ lại các yếu tố khiến khách hàng yêu mến nhưng nâng cấp thương hiệu theo hướng phù hợp với môi trường kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu ngày càng phát triển của doanh nghiệp. Và vậy khi nào thì cần tái định vị thương hiệu thì mình sẽ có 7 ý. Ý thứ nhất là thương hiệu hiện tại đang bị lu mờ, không có chỗ đứng rõ ràng. Có nghĩa là một số thương hiệu khác họ mới xuất hiện ra, họ mạnh hơn, họ cạnh tranh với mình gắt gao hơn, thì thương hiệu của mình đang dần bị lung lay trên thị trường. Và cái thứ hai á, là thương hiệu phải thích ứng để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ví dụ nhu cầu của khách hàng ngày càng cao về các yếu tố như môi trường rồi sức khỏe vân vân thì cần phải cải thiện. Ví dụ ý thứ ba là doanh nghiệp thay đổi cơ bản về chiến lược thị trường mục tiêu. Thứ tư là doanh nghiệp thâm nhập vào ngành kinh doanh mới và thương hiệu hiện tại không còn phù hợp. Ví dụ rất nhiều công ty hiện nay đang phát triển theo lĩnh vực đa ngành, đa dịch vụ, vân vân. Thứ năm là doanh nghiệp mở rộng để thu hút khách hàng mới hoặc cần các phân khúc mới mà định vị không hiệu quả. Ví dụ giống như là
Các thương hiệu quốc tế hiện nay đang dần dần mở lĩnh vực sang các quốc gia khác để họ mở rộng sản xuất hoặc mở rộng thị trường. Thứ sáu là đối thủ cạnh tranh xuất hiện và chiếm ưu thế, và cuối cùng là đổi mới văn hóa doanh nghiệp. Thì những cái việc mà tái định vị như thế này thì nó có thể giữ nguyên bao bì hoặc là thay đổi bao bì, màu sắc vân vân, nhưng thêm một số các đặc tính mới cho sản phẩm, hoặc đôi khi phải thay đổi hình ảnh, đặc tính thương hiệu vân vân từ lâu tới giờ của mình. Vậy thì mình có một cái ví dụ về cái việc tái định vị thương hiệu này. Ví dụ như là một cái nhãn một cái thương hiệu rất là phổ biến như là Apple chẳng hạn, thì mỗi năm họ đều cho ra mắt một dòng sản phẩm mới như là iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 vân vân. Họ có nâng cấp dần lên, là trong từng từng đợt nâng cấp đó họ sẽ có những cái thay đổi về kiểu như là về mẫu mã bên ngoài, hay là các cái chức năng mới, các tính năng mới xuất hiện nhằm để thu hút được các những tín đồ iPhone, để tăng doanh thu cho Apple. Và những cái lưu ý khi tái định vị thương hiệu thì có những lưu ý sau. Thì ý muốn tái định vị thương hiệu là nhằm nó để làm mới và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để theo kịp các thay đổi của thị trường, mà còn mở rộng được ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên nó cũng có những cái rủi ro, như là có ba cái rủi ro chính, đó là dễ làm lu mờ những cái thương hiệu cũ. Thay vì để vì á, là nếu như xuất hiện những thương hiệu mới nó mạnh hơn thì nhiều người họ sẽ nghĩ, đến khi lúc mà người ta sẽ hỏi thương hiệu đó nó có cái gì thì người ta chỉ nghĩ tới cái mới chứ không nghĩ tới cái cũ. Cái thứ hai là dễ thất bại khi mở rộng đa ngành, đa nhãn hàng nhưng không có đội ngũ quản thương hiệu có kinh nghiệm. Điều này dễ hiểu. Tại vì nếu như không có đội ngũ quản lý thương hiệu thì dễ bị, thứ nhất là người ta sẽ không biết là thương hiệu đó nó quan trọng, nó sản xuất mặt hàng nào quan trọng. Cái thứ hai là doanh thu nó không đồng đều. Nó không đồng đều giữa hai bên khiến cho sẽ sinh ra cái tình trạng là lỗ nhiều hơn lãi. Và cuối cùng là dễ thất bại do sự dàn trải, không tập trung định hướng trong kinh doanh. Nhiều lúc mình cứ đầu tư tiền vào trong những từng chút từng đầu tư tiền ở mạnh ở chỗ này nhưng mà lại không có ở bên kia, thì thành ra là cái ngành của thương cái một cái ngành nào đó của thương hiệu đó nó sẽ dễ bị triệt tiêu và dễ bị rơi vào tình trạng dễ lãng quên. Tái định vị thương hiệu một cách an toàn và ổn định thì phải thì việc tái định vị thương hiệu này phải có cái tầm nhìn xa và thích ứng kịp thời. Đây là bốn mục chính. Thì là mục thứ nhất là được thực hiện để dịch phục vụ cho chiến lược thương hiệu trong tình hình mới. Cái thứ hai là khi doanh nghiệp muốn thay đổi nhóm khách hàng mục tiêu để sang giai đoạn mới. Cách ba là không chỉ dừng lại ở phạm vi công ty, khu vực mà thậm chí có thể phạm vi toàn cầu. Cho nên việc cân nhắc này rất là kỹ lưỡng khi muốn tái định vị lại thương hiệu. Và cuối cùng là khi công ty phát triển thì việc tái định vị là cần thiết. Và phần trình bày của nhóm em đến đây kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn phần trình bày của nhóm số 7 ha. Trước khi cô nhận xét thì mời lớp chúng ta có nhận xét hoặc là có câu hỏi gì đặt cho nhóm 7 thì các bạn tiến hành đặt câu hỏi ha và thảo luận nha. Trong khi cô nhận xét thì lớp có câu hỏi hoặc là thảo luận gì thì các bạn cứ gọi lên cái phần chat để nhóm tiếp nhận nha. Để tiết kiệm thời gian thì cô sẽ nhận xét luôn cho nhóm số 7 ha. Thì đầu tiên là cô có một cái lời khen đến nhóm số 7, các bạn chuẩn bị rất là tốt phần nội dung của nhóm mình ha. Rất là
rõ ràng, rất là bài bản, cũng như là rất là đầy đủ các phần nội dung liên quan tới chương số 2 này. Và khi các bạn trình bày thì cái kỹ năng trình bày của các bạn cũng rất là tốt, tức là các bạn nói rất là rõ, rõ và kỹ mỗi phần. Như vậy thì hầu hết các bạn đều đưa ra được những cái ví dụ, đặc biệt là ví dụ như Bình phân tích rất là kỹ và nói rất là kỹ về phần lý thuyết và cả những cái ví dụ một cách rất là dễ hiểu ha. Phần của Tân thì Tân không có mặt cho nên là Bình thay, thì có thể là lúc đầu đó thì Bình chưa có nắm được hết cái nội dung mà Tân chuẩn bị đó, thì chỗ này nó hơi gọi là ít cái ví dụ thôi ha, nhưng mà các bạn cũng rất là linh động rồi. Để mà cái bài nó được diễn ra một cách hiệu quả đó thì cũng rất là tốt, cô rất là hoan nghênh cái tinh thần này nha. Đồng thời là khi mà các bạn nói về lý thuyết đó thì các bạn cũng đã tìm cũng như là tổng hợp được những cái nội dung, những cái tài liệu liên quan để mà chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quan về một khái niệm. Thật ra ở trong chương này thì chỉ có một cái khái niệm mới cho chúng ta thôi, đó là khái niệm về đặc tính thương hiệu, đúng không? Đặc tính thương hiệu nó là cái gì và nó thể hiện qua những cái yếu tố nào thôi. Còn cái phần mà định vị đó thì gần như là cái kiến thức cũ của chúng ta. Tuy nhiên là các bạn cũng đã trình bày lại rất là đầy đủ rồi, thậm chí là còn mở rộng ra rất là nhiều các cách định vị khác nữa so với lý thuyết mà chúng ta đã học ở marketing. Cô rất là một lần nữa rất là hoan nghênh về cái sự chuẩn bị của nhóm ha. Thì các bạn biết là cái khái niệm về thương hiệu thì nó là một cái thuật ngữ rất là trừu tượng, đúng không? Như hôm bữa cô nói với các bạn đó thì cái thương hiệu này nè, nó thể hiện ở cái phần xác và cái phần hồn nữa, cho nên là khi mà bạn đầu tiên là Quang, đúng không? Quang lấy cái ví dụ về cái giấy chứng minh nhân dân là một cái ví dụ mà cô cho rằng nó rất là đúng và rất là hiệu quả để thể hiện được cái vấn đề ở đây. Đó là cái giấy chứng minh nhân dân, các bạn, cái căn cước công dân của các bạn là mỗi người chỉ có một thôi, đúng không? Mỗi người chỉ có một thôi, nó thể hiện những cái đặc điểm ở những cái con số ở trên đó, vân vân. Có thể là các bạn trùng tên, các bạn trùng ngày sinh đi chăng nữa, nhưng mà cái số trên giấy chứng minh nhân dân của các bạn người ta vẫn có thể nhận diện được là ai đó. Thì ở trong đặc tính của thương hiệu cũng vậy, chúng ta phải có một phần để khẳng định đây là tôi nè, đúng không? Đây là tôi nè, và không ai nhầm lẫn được với tôi hết á. Thì các bạn biết đó là cái phần nào không ạ? Ví dụ như là cô cầm cái giấy chứng minh lên và cô nhìn, xong rồi cô nói trời ơi, nhìn cái giấy chứng minh vậy không nghĩ là cái người giống vậy luôn á, đúng không các bạn? Hoặc là cô có thể cầm cái gì đó để chứng minh đó là bạn, nhưng mà cô không tin, cô thấy là nó khác biệt đó. Thì ở trong thương hiệu cũng vậy, cho nên là có rất nhiều các cái doanh nghiệp người ta nhầm lẫn đó các bạn, người ta nhầm lẫn là cái đặc tính thương hiệu là cái dấu hiệu để nhận biết, đúng không? Cái dấu hiệu để mà mình nhận biết, thì rõ ràng là cái tên của nó là brand identity, thì cái đó chính là gì các bạn? Giống như là cái ID của mình, cái chứng minh của mình, cái đó là để chứng minh nó là tôi đó, thì đúng rồi, đúng là chứng minh nó là tôi rồi đó. Nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa ở cái góc độ là gì? Là chứng minh trên mặt giấy tờ thôi. Còn cái người cảm nhận á, cái người mà nói là ủa, nhìn cái giấy chứng minh nhận không nghĩ vậy luôn á, không nghĩ là sinh năm này luôn, nhìn mặt trẻ ghê luôn á, nhìn cái hình ở trong này nhìn xong ngố gì mà sơn nhiều giờ nhìn đẹp trai vậy, ví dụ vậy, đúng các bạn? Tức là điều cô muốn nói ở đây, rất nhiều doanh nghiệp họ cứ nghĩ đâu rằng là họ đã tạo ra một cái sự nhận diện rồi, tức là một họ tạo ra một cái hồ sơ để lưu trữ ở trên mặt pháp luật là đây là tôi rồi. Các bạn biết đó là gì không ạ? Đó là cái phần gì các bạn? Cái phần xác mà các bạn học hôm bữa đó, cái phần mà cô nói với các bạn là thương hiệu đó, cùng có phần xác và phần hồn đó. Cái phần xác là gì? Đi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ABCTZ gì đó, có cái dấu mọc đỏ vô đây nè. Tôi đi đăng ký tên thương hiệu, đúng không? Đăng ký bản quyền tên thương hiệu của tôi là thương hiệu ABCTZ này nè, là có chữ R đây rồi nè. Rồi tôi đi thiết kế một cái logo và tôi cũng đi đăng ký cái hình ảnh, cái logo thương hiệu này, cái màu sắc, cái kiểu dáng này rồi,
À, và cũng đã được là gì các bạn, đăng ký ok rồi là đặc quyền rồi, của mình là chứng minh là cái này là của tôi rồi đó. Thậm chí là các bạn cũng có một cái câu khẩu hiệu, và các bạn cũng đi đăng ký luôn với câu khẩu hiệu của mình, tức là cái tuyên ngôn của mình ra rồi. Ui, như vậy là ai cũng biết mình là ai rồi. Không phải, đúng không? Cái đó chỉ là cái phần xác thôi. Cái phần xác thôi, còn cái phần hồn á là cái mà gì các bạn, cái phần hồn là cái mà các bạn truyền tải đi cái thông điệp. Hồi nãy nhóm có trình bày ở một cái slide là cái quá trình mình truyền tải cái thông điệp, truyền tải cái giá trị định vị đi. Định vị là do định vị, do mình định vị, mình muốn mình là như vậy nè, nhưng mà làm thế nào để mình đưa tới cho người khác và người khác cũng nhận ra được đó là mình, đúng không? Thì thông qua cái quá trình truyền thông marketing, qua chất lượng của sản phẩm nè, rồi là thiết kế của sản phẩm, qua thuộc tính của sản phẩm, qua dịch vụ khách hàng, và qua các cái hình ảnh, các cái chương trình truyền thông, quảng cáo, rồi PR, vân vân, đúng không? Thông qua những cái đó, quá trình chúng ta gửi thông điệp đi, gửi thông điệp đi cho khách hàng. Và khi mà chúng ta gửi thông điệp này đi nè, nó sẽ tạo ra một cái gì các bạn, một cái sự định vị. Tức là khách hàng thông qua cái thông điệp đó sẽ tự nhiên họ sẽ nhớ, họ sẽ khắc ghi, họ sẽ khắc họa, với họ vẽ ra được một cái gì đó ở trong đầu của họ, là khi nhắc tới cái tên đó là họ nghĩ ngay tới một cái điều gì đó. Đó chính là cái quá trình định vị, đúng không ạ? Thì các bạn hiểu là gì, mình sẽ tạo các cái điều kiện tác động tới khách hàng thông qua chiến lược marketing, đúng không ạ? Còn cái việc định vị như thế nào là do khách hàng cảm nhận. Bởi vì vậy chúng ta mới có các cái cách định vị và những cái kỹ thuật định vị. Chúng ta phải có cái phần là gì ạ? Phân tích cái thị trường, cái khách hàng, mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, và chọn cho mình cái phương thức định vị như thế nào, và cái điểm mấu chốt mình muốn định vị là gì. Mình phải xác định hình ảnh của mình trước, đúng không? Mình muốn mình như thế nào trước cái đã, rồi mình mới nói cho người ta biết, cái là hãy nhìn nhận tôi như thế này nè, đúng không ạ? Đó là một cái quá trình, và là một cái quá trình rất là lâu dài. Và các bạn biết người ta gọi là thương hiệu là một thuật ngữ rất trừu tượng, bởi vì là rõ ràng nó là một cái gì đó dùng để làm kinh doanh, đúng không? Rõ ràng nó không phải là một cái thực thể sống, nhưng mà khi nghĩ tới một cái thương hiệu nào đó, mình lại có cái cảm xúc mãnh liệt với nó, tức là người tiêu dùng lại có cái cảm xúc với nó. Ví dụ như là tại tại sao có nhiều người họ thích uống cà phê ở Highlands Coffee hơn là Starbucks, đúng không? Đó là cái cảm xúc, đúng không? Cái cảm xúc mà các bạn có được đối với một cái thương hiệu nào đó. Rồi khi mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm nào đó, các bạn sẽ cảm nhận là mình sẽ trẻ trung hơn, hoặc là mình đỉnh đạt hơn, vân vân. Đó chính là gì các bạn? Cái hình tượng, cái tính cách của sản phẩm, của thương hiệu nó tạo ra. Cho nên là người ta mới nói là gì các bạn, hãy tạo dựng tính cách cho thương hiệu, đúng không? Hãy làm thế nào đó để bạn có thể, và khách hàng cũng có thể xem thương hiệu của bạn như một con người. Cho nên là chúng ta mới phân tích bốn khía cạnh của một cái thương hiệu, có thể là như một cái sản phẩm nè, có thể là như một tổ chức nè, có thể là như một biểu tượng, có thể là như một một con người. Thì một thương hiệu tốt thì nó sẽ cố gắng tổng hòa luôn cả được bốn cái yếu tố này lại với nhau để phát huy được một cái hiệu quả tốt nhất của nó. Cho nên là các bạn thấy là ví dụ nói tới cái thương hiệu gì đó, các bạn nói là cái thương hiệu đó nghe cái tên là thấy sang trọng rồi, thì cái sang trọng đó đó chính là cái tính cách của nó đó, đúng không ạ? Và làm thế nào để tạo ra được, sử dụng cái gì các bạn, cái quá trình các bạn xây dựng đặc tính thương hiệu, đúng không? Và sử dụng marketing mix để truyền tải cái đặc tính thương hiệu tới cho khách hàng, và họ ghi nhận cái điều đó. Đó là cả một một cái quá trình. Và cô cũng rất là vui và rất là hoan nghênh cái tinh thần của nhóm số 7, bởi vì các bạn đã tìm ra được những cái ví dụ nó rất là đúng ha, và là những cái trường hợp, những cái gọi là những cái điểm cứu á, những cái thương hiệu gọi là nổi bật, và họ có nhiều những cái kinh nghiệm, những cái bài học quý giá trong việc là làm marketing cũng như là xây dựng thương hiệu trên thị trường, ví dụ như là McDonald's ha, rồi là rất rất là nhiều các cái thương hiệu khác mà nhóm
Cô đang nói là cô sẽ không có tập trung vào giải thích về cái phần lý thuyết nhiều nữa, bởi vì là còn cái phần trình bày của nhóm số 9 nữa, và cô hy vọng là nhóm số 9 sẽ làm rõ thêm các cái vấn đề liên quan tới cái nội dung này, đặc biệt là ở cái nội dung bốn khía cạnh của một thương hiệu ha, bởi vì cái phần đó thì nhóm số 7 các bạn gọi là cũng chưa đưa ra những cái ví dụ cụ thể cho cái phần này lắm, thì có thể là nhóm 9 các bạn sẽ tập trung nhiều vào cái phần này hơn. Và để cho thuận tiện thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một tí xíu rồi chúng ta sẽ quay lại để nhóm 9 các bạn trình bày nha, để không bị gián đoạn, đúng không ạ? Sau khi nhóm 9 trình bày thì cô sẽ nếu cần thì cô sẽ nói thêm một số các cái vấn đề liên quan nữa, còn nếu như đã đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần phân tích những cái bài tập tình huống hoặc là phân tích những cái thương hiệu cụ thể để chúng ta thấy rõ hơn được cái đặc tính của thương hiệu nha. Các bạn nghỉ giải lao khoảng cỡ 15-20 phút rồi chúng ta quay lại nha các bạn.